lắm. Bộ Sát Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính quý vị, Bộ Sát Đức Huy đang chia sẻ cho quý vị tại Festival Linh Bình và đang đứng trước cái khu cây của chú Thông Mơ. Thì phía trước quý vị là một cái tác phẩm xanh quê quý vị nhé, một cây xanh quê cổ rất rất giá trị. Và tác phẩm này thì theo như mọi người đang có mặt ở đây chia sẻ thì chú Thông Mơ vừa mới mua cách đây trong năm. Cái này mua ở Linh Giang, Hải Dương. Quý vị thấy một báu vật xanh quê còn sót lại, chú Thông Mơ mua lại. Và cùng ngắm có các chú các anh. Anh ơi em chào các anh. Chú ạ, chào chú nhé. Cái này ở Linh Giang anh biết hả anh? Ở Linh Giang em ạ. À thế hả? Của anh Minh Thạch. À trước khi của anh Minh Thạch. Thế và anh biết được như thế nào về tác phẩm để anh có thể chia sẻ cho quý vị hiểu hơn không? Chú Quyền về trước đi chú Quyền ơi. Cái này là cây xanh quê phải nói là đẹp. Kinh điển nhỉ. Yeah. Xanh quê như này. Xanh quê này quý vị này, mà những cái nét trùn da voi khủng khiếp thế này mà quý vị. Cái là anh Minh Thạch anh ấy. Anh Minh Thạch à? Anh Minh Thạch ở Linh Giang à? Từ khi ế cây xong. À, từ khi ế cây xong. Khi ế cây xong năm 2012 anh đã giữ tận bây giờ. Thế mà cây này thì trước kia cái nguồn gốc thì anh có nắm được không? Nguồn gốc anh nắm là của anh Hòa Đại Nhân. Anh Hòa Đại Nhân. Thường Yên. À. Bắc Bình Bò thì phải, Bình Bò bán đi Hải Phòng. Vâng. Nghe này. Xong này Hải Phòng lại về Linh Giang. Vâng. À. Thế là về Linh Giang là từ năm 2000 lúc cây ế đấy. Đúng không anh? Wow. Cái cây này thì nghe thông tin là vừa mới chú Thông Mơ mua cách đây trong năm hả chú? À và anh? Chắc là cuối năm. Cuối năm vừa rồi đúng không? Cuối năm ngoái đúng không? Và lần đầu tiên xuất hiện quý vị ạ. Cây này thì chú Quyền nhận định cái tuổi cây cây này thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu năm chú? Trên trăm năm. Trên trăm năm chú. Và cây này thì vâng, xanh quê mà già cái nét chùn thế này chú nhỉ? Già gấp mấy lần năm liền. Quý vị nhìn thấy bóng dáng bề thế. Chốt 1, chốt 2 này. Rất đẹp quý vị ạ. Và có những cái nét hóa tạo lên những cái cột kèo ấn tượng. Trăm năm cho học quá. Trăm năm hả? Trăm năm hơn à? Trăm năm có dư đấy quý vị ạ. Một cây mua ở Linh Giang quý vị nhá. Ui giời, nó bét, bé là bé bết rồi. Giờ nó chỉ có to ra hơn thôi nhưng mà bé bết. Ngày xưa những cái tác phẩm này chắc là cũng không nhiều tiền đâu, đúng không? À, đúng rồi. Ngày xưa thì chắc nó cũng không nhiều lắm. Nó chỉ hơn trăm triệu thôi. 2012 ạ, hơn trăm triệu thôi. Nhưng mà vừa rồi thì chắc chú Thơ Thông cũng phải mua rất nhiều tiền. Cái thông tin mua bán này chắc anh có nắm được khoảng tầm nào không? Anh nắm được. Thế hả? Nhiều tiền lắm. Nhiều tiền lắm hả? 2012 có hơn 100 triệu quý vị này. Nhưng mà ra sân chơi lớn này thì ai cũng phải trầm trồ, phải thán phục. Và phải công nhận là đây là một cái cây xanh cô. Xin lỗi quý vị, cây xanh quê rất rất có giá trị. Giá trị về mặt thời gian. Và giá trị về mặt thẩm mỹ. Và còn cái thời gian, cái độ tuổi thì cây tự làm đẹp cho cây. Quý vị nhìn thấy hiện nay bóng tàn tự nhiên thế nào, bề thế thế nào. Một báu vật gần như xuất hiện đầu tiên quý vị ạ. Cây nào đây không? Không nhớ cháu không? Cháu là Văn Trung Lâm ở Thanh Hóa. À, chào anh nhé. Chào các anh. Vâng vâng, chào các anh. Đang tay phải. Vâng 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 vâng, tay phải đang quay rồi. Đang quay rồi đúng.
người đang ngắm tác phẩm ở chú Thông Mơ mới xuất hiện. Cây này thì chú mới mua rất nhiều tiền. Quý vị thấy là 2012 rất ít tiền thôi. Nhưng mà do mọi người lúc đó không coi trọng xanh quê. Nhưng mà với cái tác phẩm như thế này thì chúng ta không còn quan trọng cái dòng xanh gì nữa rồi. Ờ, chỗ gần cây tiên lão. Gần cây tiên lão. Thánh. Thế đi xem đã chứ, xong mới đi mua chứ. Không phải xem. Hôm nay Bonsai Rui chia sẻ cho quý vị một cây xanh cổ, cây xanh quê. Nhưng cái tuổi cây thì khủng khiếp quý vị ạ. Nụ cơ địa. Và điểm chùn ra voi không khác gì Nam Điền. Và xanh quê mà có điểm chùn như vậy thì phải già gấp mấy lần Nam Điền. Mọi người già lắm anh ạ. Rất già này. Chùn như nhân thạch. Đây mình cũng ung yếu này, Đức Huy. Vâng, vâng, đúng rồi, vừa hôm qua rồi. Anh nhà mình cứ hay nói trêu là ung thư đấy. Con ấy nhà Ngọc ấy chứ. Đấy, nhà Ngọc. Ung thư Ngọc đấy. Nhà Ngọc ấy chứ. Nhà Ngọc. Nhà Ngọc đấy. Ta đấy là nhà Ngọc. Ừ, đấy gọi là ung thư nhưng mà nó là Ngọc đấy. Nhìn thấy này. Chân bệ này. Đấy. Đặc quánh rồi. Đây. Như nhan thạch rồi. Cái này nhiều nhiều. Cái nét bò đá nhiều chục năm rồi. Nhiều tuổi lắm. Trên cái nét bò đá này. Nói xanh quê, mẹ xanh quê này. Con này là quê như bán đi một nửa vườn Nam Điền của vườn Nam Điền của không vườn quê này. Cái này quê nhưng mà bằng một cái tài sản lớn của bán đi một và bán đi một vườn Nam Điền bình thường không mua được cái gì quê. Đấy. Chắc chắn rồi. Đây là một cây tỷ lệ rất là cân đối quý vị nhé. Các anh ấy chia sẻ là đấy 2012 cũng chỉ hơn 100 triệu thôi. Nhưng mọi người lúc đó lại coi thường xanh quê. Bây giờ lại nhiều tỷ rồi. Không, cây này chú mua rất nhiều tiền. Cây đấy, cây này thì nghe thông tin thì là mua gần chục tỷ. Còn cây này xinh đáng đấy. Cây này xinh đáng. Điện. Nghe thông tin thì là mọi người dễ mà nói bệ của nó không nói xanh quê như cái răm này người ta làm rất là quê răm này là đẹp rồi răm này đẹp rồi xanh quê chất đẹp lá đẹp quê nó không là cái không có quan trọng gì quê đâu quê muốn mua nhiều tiền đấy. Đây là cái câu trả lời cho những cây xanh quê giá trị phải không anh? Cứ đẹp đây. Đấy, quê đẹp thế này. Ăn là được. Nếu nói về một khối tài sản. Ăn là được. Mẹ nhìn con này cút tỉ nó phải. Nhìn bóng dáng bề thế rất đẹp. Và không có lý quý vị phải biết là tại sao chú bỏ ra rất nhiều tiền để sở hữu những cây này. Nam Điền. Nam Điền rất nhiều tác phẩm không thể sánh được. Sánh ra được con này. Không thể sánh được. Nhưng mà lý do tại sao mà đấy mọi người trước kia chỉ có 200 triệu hơn 100 triệu thôi. Bởi vì bởi vì mọi người lúc đó là là coi không coi trọng xanh quê. Chút một chút hai nhưng mà gánh móng vẹo như ông trông cái thân chính của nó nên nó cần thiết nó phải lắc một tí nào đâu gọi thẳng từng 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 thế thôi đấy nó lại là cơ bản nó bộ tay diễn thế nào nó mới được quan trọng nó tự nhiên nào các ông cứ bảo là tay nó diễn nhá đấy. Bình thường các bố cứ bảo phải cắt đến đây để làm lại thì lấy tay kia đến bao giờ nó lắc thì cần đâu bao nhiêu năm nguyên bản thân nó này cho nên mất hết cây cổ bản. Cây này thì nhiều lúc là cũng phải có cái nét cương nét nhu ở trong cây thì nó như mình đang nói là cái thân chính và người ta tận dụng. Đây là thằng tưng đây nhá. Thằng tưng đây nhưng mà những cái điểm lu này, điểm chùn này thì cũng đủ là phê rồi. Đúng rồi. Đấy cái điểm nhấn của thân đấy. Nó có những cái điểm đó còn hơn những cái điểm lắc. Nó giả như này thì nhìn vào đâu nó chẳng đẹp. Lấy như sắt nguội vậy. Vâng. Nhưng mà phải nói là người ta làm hai cái đường tay nó quá được chuyển này. Chạy rất là đẹp. Thế thì mới lên ở đây cái thu đây về đường tay này đường tay rất đẹp và nhìn từng cái đường tay này chúng ta hình dung như một cái hình hình con lân hay con rồng ấy. Đây chân móng này rõ ràng hết này và bên này cũng vậy hai tay thì hóa thành gần như hóa thành hai thân rồi
thật là tuyệt vời. Thì thưa quý vị, Bonsai Đa Huy chia sẻ cho quý vị một tác phẩm của chú Thông Mơ, một cây xanh quê. Chú vừa mới mua cách đây mấy tháng và lần đầu tiên xuất hiện ở triển lãm lớn. Và đến đây được Bonsai Đa Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị và chào tạm biệt quý vị. Hẹn quý vị ở video tiếp theo.